mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyền hình ô Bika TV Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về những tin tức hot nhất có trong ngày hôm nay Toyota Rush bất ngờ giảm 35 triệu còn 633 triệu đồng, đáp trả Mitsubishi Expander sau 2 năm ra mắt, Toyota Rush lần đầu được điều chỉnh giá bán lẻ. Mức giá mới của mẫu xe 7 chỗ này 633 triệu, giảm 35 triệu đồng so với giá cũ. Mức giá này áp dụng cho các xe xuất hóa đơn từ 17 tháng 9 và đã bao gồm 10% VAT. Bởi giá niêm yết được giảm nên mẫu xe này sẽ được giảm cả giá tính trước bạ trong thời gian tới. Trước đây, Rise có nhiều lần được giảm giá, nhưng là ưu đãi trừ tiền mặt của đại lý nên giá tính trước bạ không đổi. Mức giảm giá cao nhất của Rise từng ghi nhận được tại đại lý là khoảng 30 triệu đồng. Trong lần điều chỉnh giá bán này, Toyota Res không có thay đổi về trang bị, mẫu xe này vẫn chưa được nâng cấp lần nào kể từ lần đầu ra mắt tháng 9 năm 2018. Toyota từ Rush từng được gọi là tiểu Fortuner bởi thiết kế có những đường nét giống với mẫu SUV đàn ảnh. Khoảng sáng gầm 220mm cao hơn đa số mẫu SUV tầm trung trở xuống trên thị trường. Một số trang bị đáng chú ý trên mẫu này có đèn chiếu sáng LED, chìa khóa thông minh, đề nổ bằng nút bấm, điều hòa tự động, màn hình cảm ứng 7 inch và âm thanh 8 loa. Động cơ xe là loại 4 xi lanh dung tích 1,5 lít cho công suất 102 mã lực và mô men xoắn 134 Nm, kết hợp số tự động 4 cấp. Điểm khác biệt của Toyota Rush so với các xe 7 chỗ cùng tầm giá là khung gầm rời và hệ dẫn động cầu sau. Các trang bị an toàn trên mẫu xe này tương đối đầy đủ, với hỗ trợ phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, lựa chọn vận tốc vượt địa hình, cảm biến lùi, camera lùi và 6 túi khí. Toyota Rush được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Cùng phân khúc mẫu xe này Mitsubishi Expander Cross Suzuki XL7 cũng được đưa về từ Indonesia. Trước đó, khi chưa có Expander Cross và XL7, Rush còn cạnh tranh với cả Expander và Ertiga. Doanh số của Toyota Rush còn cách Xpander quá xa, nhưng việc giảm giá được kỳ vọng sẽ rút ngắn khoảng cách này lại nếu Mitsubishi không có động thái đáp trả. Mức giá mới của Rush thấp hơn hẳn giá Xpander Cross 670 triệu đồng, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với giá XL7 589 triệu đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật nhanh nhất những tin tức về ô tô mới nhất, cũng như là ủng hộ cho đội ngũ của chúng tôi còn bây giờ thì xin chào và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video tiếp theo